Xin chào cả nhà. Hôm nay Hana xin nói về loài hoa alisum. Cây ra hoa vào mùa thu hàng năm. Hoa có nhiều màu sắc trắng, tím, xanh. Cây thường cao từ 10 đến 20 cm. Cây được trồng cuối tháng 9 đầu tháng 10. Cây thuộc họ cải. Hoa tỏa ra một mùi hương thơm độc đáo. Hoa có nguồn gốc từ bờ biển địa Trung Hải và ban đầu được coi như một loại cây lâu năm, nhưng ở Nhật Bản nó được xem như một loại cây hàng năm. Nó không thể thiếu như là phần viền của bồn hoa, phần che phủ của những cây hoa thân cao thường trồng trong chậu. Nó nở ra như một cơn lũ trong một cái bát lớn nông. Thời điểm gieo trồng vì chúng không chịu lạnh mạnh. Nên bảo vệ cây bằng cách bảo vệ chúng khỏi sương giá trong suốt mùa đông, nên khu vực trồng là nơi ấm áp bạn nên trồng vào mùa thu và cây thịt hợp với đất cát và nhiều nắng. Cảm ơn bạn đã xem nhớ bấm like và theo dõi kênh ủng hộ Hana nhé.